cao sử người dùng mạng xã hội, Facebook cam kết sẽ triển khai sáng kiến này trong tháng 11 tới. Về cơ bản, ban kiểm soát mới sẽ có 5 quyền lực chính, theo tài liệu PDF được Facebook công bố hôm 18 tháng 9. Theo đó, ban kiểm soát có thể yêu cầu Facebook cung cấp thông tin kịp thời, diễn giải tiêu chuẩn và hướng dẫn của Facebook dựa trên các giá trị đã được xác lập, yêu cầu công ty cho phép hoặc gỡ bỏ nội dung, duy trì hoặc đảo ngược quyết định dẫn tới nội dung được đăng hoặc bị gỡ bỏ, đồng thời ban hành văn bản diễn giải quyết định của ban kiểm soát. Ban giám sát sẽ có ít nhất 11 thành viên và sẽ được nâng lên 40 thành viên. Tổ chức này hoạt động độc lập, ký hợp đồng dịch vụ với Facebook. Các thành viên sẽ hoạt động với nhiệm kỳ 3 năm, được trả lương cho cả nhiệm kỳ. Quyết định được ban này đưa ra sẽ được công khai và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu các phán quyết.